Đây là rừng quốc gia Hoàng Liên bị cháy các bạn nhé. Không hiểu tại sao luôn. Cháy rất nhiều chỗ các bạn nhé. Đây là hiện tượng cháy rừng. Kia là cháy rừng nha các bạn ơi. Khu bảo tồn Hoàng Liên, rừng Hoàng Liên bị cháy rất là nhiều. Cháy hết một quả đồi. Cháy tiếp vào trong đến gần đến Tham Liên bị cháy. Qua dãn này. Đó. Cháy rừng. Đấy là tuyết trong kia rồi các bạn. Đây là tuyết trong kia. Chào tất cả các bạn. Hiện tượng bây giờ đang là trời sắp vào tối rồi. Khu rừng kia, khu rừng Hoàng Liên, khu rừng kia vẫn đang bị cháy. Đây là khu rừng, khu bảo tồn Hoàng Liên nha các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn thấy chỗ đỏ đỏ, tạo camera của mình. Nó quay bằng điện thoại nên là nó hơi kìa. Cháy ở rất là xa nha các bạn nhé. Chút quả đồi bên kia nhé. Đấy, cháy ở phía kia nhé, đỏ đỏ nhé. Các bạn thấy chưa? Đó. Đó. Giờ trời sắp tối rồi nên là không quay được. Quay nó không nhìn thấy rõ. Không hiểu tại sao luôn. Cái này là có người đốt nhá các bạn nhá. Kiểm lâm ở phía tít trên gỗ gần gần Than Yên. Chạm vào lâm ở đấy nhưng mà hình như là không biết là rừng bị cháy đấy, rồi cháy xong thì mới biết đang cháy. Đó. Đang cháy. Cái này là họ đốt buổi tối. Vừa mình có hỏi người dân ở đây thì người dân địa phương ở đây thì người ta bảo là người ta khai thác gỗ trái phép là bị bắt bị phạt nên là người ta trả thù bằng đốt rừng, bằng cách đốt rừng. Nhưng mà không biết là có phải là như thế không, mình cũng không biết. Đang cháy rừng đỏ lòm. Đó. Cháy rất là to. Để xa mình nhìn thế thôi mà đi em đấy là cháy rất là to các bạn. Cháy hết rừng rồi các bạn. Cháy hết một quả đồi chưa. Đây là rừng quốc gia Hoàng Liên nha các bạn. Ở Văn Bản nha các bạn. Quốc lộ 279 giáp với Than Uyên nha. Trong này gọi là xã Minh Lương nha các bạn. Cháy hết rừng. Tắm về
đây. Không hiểu tại sao mà. Hôm trước là mình cách đây 2 hôm mình đi qua đây mình thấy cháy một ít rồi, nhưng mà hôm qua với hôm nay hình như vẫn đang cháy thôi. Mình đi công tác qua đây các bạn nhé. Mình đi làm mình sang Thanh Yên là qua đây mình thấy cháy rừng này bức xúc. Không hiểu tại sao cháy hết rừng. Cháy hết một quả đồi bên kia. Cháy nhiều quả đồi nữa. Màu đỏ đỏ đây là đang cháy rừng các bạn nhé. Đây là cô ấy là rừng nhé, đang bị cháy. Rừng cái hàng đen bị cháy. Nó còn đang cháy đỏ các bạn. Trời tối, người ta mới đốt trọi.